Niệm thành công có nghĩa là đạt được mục tiêu, nhưng cái mục tiêu đấy nó gom lại nó có trở thành cái sự phát triển của bản thân hay không thì nó gọi là chân lý. Nếu phát triển được của bản thân, cái nó giúp cho trí tuệ bản thân nó tăng lên thì gọi là chân lý. Còn nếu cái thành công ấy chỉ mang lại tiền bạc nhưng mà làm cho đầu óc mình ngày một ngu si và lươn lẹo thêm thì rõ ràng cái thành công ấy nó là không chân lý, nó là ngắn hạn. Thành công là gì? Thành công là bạn đặt được mục tiêu gì thì bạn đạt được mục tiêu đấy. Đặt mục tiêu gì thì đạt được mục tiêu đấy. Tôi lấy ví dụ, đặt mục tiêu cuối năm nay có doanh thu là 200 triệu. Có 2 tỷ, doanh thu 2 tỷ thì bạn về được 2 tỷ. Đặt mục tiêu là mình thi được đại học thì vào đại học thì gọi là thành công. Như vậy thành công nó chỉ là một bước ngắn. Nhưng nếu mà bạn đặt được mục tiêu trong cuộc đời và đạt cái mục tiêu trong cả cuộc đời, trong từng cái khúc một, từng đoạn một, tức là thành công 1, thành công 2, thành công 3, thành công 4, cộng tất cả thành công vào sigma thành công, vào thành tổng thành công, và đấy là thành công của cuộc đời thì nó gọi là bạn thành công trong cuộc đời. Vậy thì nó có thể là ngắn, là dài, là có nghĩa là trong một quãng đường đấy bạn đạt được cái mục tiêu bạn đặt ra thì gọi là thành công. Nhưng nó chia làm hai khái niệm của thành công, là thành công về mặt chân lý hay là thành công về mặt ngắn hạn. Tôi lấy ví dụ, bạn đặt mục tiêu là bạn lấy được cái bằng khá của trung học phổ thông, và vì vậy bạn đạt được, tức là bạn học tất cả các môn đều cứng. Nhưng đến khi bạn thi đại học thì toán lý hóa bạn cũng là dạng vừa vừa thôi, thì bạn trượt đại học. Như vậy bạn thành công về đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng lại không đỗ đại học. Thì như vậy nó gọi là thành công trong một ngắn hạn, chứ không phải thành công trong một cái chân lý, trong một cái dài hạn. Nhưng ngược lại, khi vào được đại học rồi thì cũng chưa phải là thành công. Nó mới chỉ là một cái bước đệm thôi, là vào được đại học. Tôi lấy ví dụ như thế. Và cái thành công chân lý trong cuộc đời này theo đạo Phật chính là việc ngày một vượt qua chính mình về để xóa bỏ vô minh. Vượt qua chính mình để xóa bỏ vô minh, chứ không phải vượt qua chính mình về tiền bạc nhé. Tôi lấy ví dụ, ngày hôm qua bạn đánh một cái công văn mất 2 giờ. Ngày hôm nay bạn đánh cái công văn chỉ còn mất 1 giờ 40 phút. Ngày mai bạn cũng đánh cái công văn tương tự như vậy chỉ còn mất 1 giờ. Và ngày kia chỉ mất 40 phút. Có nghĩa là bạn đang tiến hóa. Thì cái đấy là thành công chân lý đấy. Thành công chân lý đấy. Ngày hôm qua là bạn có 10 người khách hàng thôi. Thì ngày hôm nay bạn đã có 12 khách hàng ruột. Ngày hôm qua bạn chỉ có 5 người yêu quý. Ngày hôm nay có 6 người yêu quý. Ngày hôm qua công ty bạn chỉ có 6 lãnh đạo cấp trung cứng. Hôm nay đã có 8. Tức là nó tiến hóa so với chính mình. Thì như vậy đó chính là cái sự thành công của từng ngày. Và thành công của từng ngày cộng lại thì thành công của tuần, thành công của nhiều tuần cộng lại của tháng, nhiều tháng cộng lại là của năm, và nhiều năm cộng lại là của cuộc đời. Thế cho nên là cái khái niệm thành công có nghĩa là đạt được mục tiêu. Nhưng cái mục tiêu đấy nó gom lại nó có trở thành cái sự phát triển của bản thân hay không thì nó gọi là chân lý. Nếu phát triển được của bản thân, cái nó giúp cho trí tuệ bản thân nó tăng lên thì gọi là chân lý. Còn nếu cái thành công ấy chỉ mang lại tiền bạc nhưng mà làm cho đầu óc mình ngày một ngu si và lươn lẹo thêm thì rõ ràng cái thành công ấy nó là không chân lý, nó là ngắn hạn, nó không bền vững. Tôi lấy ví dụ, một số quan chức họ thành công về mặt tiền bạc nhưng trí tuệ chưa chắc đã tăng, vì xung quanh họ chỉ nghĩ đến cái chuyện mà tìm cách là cấu chỗ nọ, cấu chỗ kia, rồi lập dự án nọ, lập dự án kia, xong cuối cùng họ đi tù, mà năm vừa rồi bị bắt rất là nhiều đấy. Thì như vậy là cái thành công cái nó chỉ mang tính ngắn hạn chứ không phải mang tính thành công cuộc đời. Cũng có những người quan chức thì họ cũng không đến nỗi nghèo, họ cũng có nhà có cửa bình thường, rồi là cũng có lương hưu, nhưng họ làm cái gì cũng trong sạch, rồi về hưu rồi vẫn có anh em đồng đội đến thăm tôn trọng, rồi họ vẫn có vườn cây ao cá, rồi họ sống vui vầy, rồi con cái họ trưởng thành. Thì như vậy là thành công đấy rõ ràng là thành công quan trọng hơn chứ. Mà nguyên tắc cứ tập trung vào tham sân si mạn nghi là anh tập trung vào những thứ không chân lý, tức là không vượt qua chính mình được, Vì toàn bộ tư tưởng của anh tập trung vào nghi ngờ người khác, tập trung vào tham lam kiếm ăn của người khác, tập trung vào oai phong lẫm liệt mà nó không thực. Đấy. Còn khi nào mà càng hạn chế được cái đấy đi thì toàn bộ năng lượng của mình tập trung vào cái trí tuệ làm việc của từng ngày ấy, và vượt qua chính mình ấy. Thì đấy là cách tiến hóa. Thì như vậy là làm thế nào để thành công? Thì tôi nhắc lại là bạn cứ đo kết quả ngày hôm nay bạn làm tốt hơn ngày hôm qua, thì đấy là cách làm của bạn đang thành công. Còn nếu ngày hôm nay mà tệ hơn ngày hôm qua, có nghĩa là cách làm của bạn đang không thành công. Đấy. Thành công ở đây là nói về trí tuệ đấy nhé, về trí tuệ đấy, chứ không phải tiền bạc đâu. Đấy. Thế còn việc mà bạn có cái hệ tư tưởng là thành công như thế nào thì phụ thuộc vào bạn chứ không phải phụ thuộc vào tôi. Bạn bảo có nhiều tiền gọi là thành công, bạn bảo là giỏi toán lý hóa gọi là thành công, bạn bảo thi được vào đại học gọi là thành công, bạn bảo mua được cái nhà gọi là thành công, mua được cái xe hơi gọi là thành công. Thì cái khái niệm thành công này nó không có đúng, nó chỉ là vật chất. Và khái niệm thành công của tôi nó nằm ở tư duy. Tức là nếu tư duy của mình ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua thì đấy là tài khoản lớn nhất của cuộc đời. Bởi vì nếu có tư duy chắc chắn sẽ có tiền. Còn nếu có tiền thì chưa chắc đã có tư duy. Bởi vì tham vẫn có tiền, nhưng mà sẽ khiến cho mình ngu si, và rồi cuối cùng nó lại mất tiền. Đấy, rồi ạ. Thế thì chúc cho bạn sớm đi đến thành công một cách đúng đắn và hạnh phúc trong cuộc đời. Rồi, cảm ơn bạn.